Xin chào các bạn, mình là Hành Hạnh Hali. Hiện nay kinh doanh online đang trở nên rất là phổ biến phải không ạ? Nhưng tại sao có những người kinh doanh thành công, có những người kinh doanh lại gặp thất bại? Và mình có một câu chuyện muốn kể với mọi người như sau. Câu chuyện đó có tựa đề là người chỉ lấy cần mà không lấy cá, người chỉ lấy cá mà không lấy cần, kết quả hai người đều chết. Lý do cảnh tỉnh rất là nhiều người. Câu chuyện cụ thể như sau. Trước đây có hai kẻ nghèo đói nhận được ân phúc từ một trưởng lão. Đó là một chiếc cần câu và một giỏ cá đựng toàn cá tươi ngon. Trong số họ thì có người muốn lấy cần và có người muốn lấy cá, và chia nhau và đường ai lấy đi. Người lấy cá thì đi tìm kiếm củi làm bếp nấu cá ăn. Anh ta ăn như thuồng luồng, cá chưa kịp chín dậy mùi thơm ngon, anh ta đã hút láng cả cá lẫn nước. Và không lâu sau anh ta chết bên cạnh chiếc giỏ cá trống rỗng của mình. Còn người lấy cần câu thì sao? Anh ta tiếp tục chịu đựng những cơn đói, kiên trì ra bờ biển. Và khi anh ta nhìn thấy màu xanh của biển cả không xa, thì lúc đó anh ta lại sức tàn lực kiệt. Anh ta chỉ có dương mắt nhìn theo trong niềm tiếc nuối vô hạn và rời xa trần thế. Lại có hai kẻ nghèo đói khác nhận được giỏ cá và cần câu của vị tiên nhân. Hai người này không chia nhau mà quyết định cùng nhau ra biển tìm kiếm thức ăn. Mỗi ngày họ chỉ ăn một con cá. Sau một quãng đường bôn ba vất vả, cuối cùng họ đã ra được bờ biển. Từ đó họ bắt đầu làm nghề bắt cá kiếm sống. Vài năm sau họ đã xây dựng được nhà cửa, gia đình con cái, có thuyền cá riêng và sống một cuộc đời an khang hạnh phúc. Và bài học từ câu chuyện này đó là đạo lý sinh tồn. Một người chỉ biết nhìn thấy lợi ích trước mắt sẽ chỉ nhận được hạnh phúc ngắn ngủi mà thôi. Người mà đặt mục tiêu quá cao, quá xa vời với thực tế hoàn cảnh thì cuối cùng cũng không đạt được. Chỉ khi mình trung hòa lý tưởng và hiện thực thì lúc đó mới trở thành con người thành công. Và trong kinh doanh thì sao? Thứ nhất, ước mơ và hành động phải phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Nếu mục tiêu quá cao thì cũng sẽ gặp thất bại. Thứ hai, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Đội nhóm rất là quan trọng. Đừng nên dành lợi ích riêng cho mình mà hãy giúp chia sẻ. Thông qua câu chuyện này bạn rút ra được bài học gì? Hãy comment xuống dưới nhé. Chúc các bạn ngày mới tốt lành. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp sau. Hãy like, comment và chia sẻ nếu bạn thấy hữu ích nhé.